Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Quay trở lại với kênh máy của em ngày hôm nay, là tiếp tục lên và kênh và thanh lý cho một số hàng cho quý anh chị em bà con bạc mình nha. Và nói chung là giá siêu rẻ cho quý anh chị em bà con mình. Anh có nhu cầu thì quan tâm thì ở em nha. Rồi, đầu tiên lên sell hai cái mã sản phẩm cho quý vị bà con bạc mình về dùng nha. Rồi, đây là hai cái màu kìm, kìm này là kìm màu nhòn quý vị nhé. Kìm màu nhòn này, hay kìm 6 inch quý nhá. Đây, có rõ ràng nhá. Kìm 6 in, đây là cái tiêu chuẩn quốc tế người ta đã đo sẵn rồi quý vị nhé. Đấy, kìm 6 in, kìm cắt công về nhé, kìm cắt công về cho em. Đấy, hai cái mẫu sản phẩm này, kìm bao chất bao xịn sò như này, em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con quạt mình ấy. Với giá chỉ có 35.000 một cây nhé, 35.000 thôi. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho quý anh chị em bà con ngoài mình sử dụng nhé. Rồi, kìm 6 in, 35.000 một cái nhé, 35.000 một cái thôi. Giá quá rẻ, quá yêu thương cho quý anh chị em bà con quạt mình. Rồi, tiếp đến cho bà con quạt mình nữa. Đây là cái sản phẩm mà tô vít đóng nhé, tô vít đóng hai đầu. Đấy, đây là mình có thể rút ra này, cái này có thể rút ra hai đầu quý vị nhé, rút ra, mình có thể rút ra và lật lại, có một đầu ke và đầu bẹp quý vị nhé. Đây như đây, đầu ke và đầu bẹp mình có thể rút ra nhé, mình có thể đảo đầu, đầu ke đầu bẹp cho em, tô vít đóng mình có thể đóng thoải mái nhé. Rồi, hôm nay sẽ sell cái lô này với sản phẩm giá 25.000 một cái nhé, 25.000 một cái thôi, giá quá rẻ và quá hời cho quý vị anh chị em bà con bạc mình nhá. Rồi, tiếp đến là em sẽ lên thanh lý và cùng nói cho quý anh chị em bà con mình biết để tránh xa ra. Gặp những trường hợp này thì tránh xa ra nhá. Rồi, đầu tiên là lên cái bóc phốt một cái người có tâm có đức dữ lắm, làm nghề bác sĩ quý vị nhá. Làm nghề bác sĩ, một cái nghề bác sĩ ở phòng khám đa khoa này, tường Sài Gòn quý vị nhá, ở Tân Nguyên Bình Dương. Đấy, cái số điện thoại là số điện thoại đây trên màn hình đây quý vị nhé. Đấy, quý vị anh chị em bà con mình ở gần khu vực này thì nhớ tránh xa ra. Hai người này làm nghề y đức nhưng mà thực sự không có đất đâu quý vị ơi. Đấy, làm mua đặt hàng cho cố rồi về bom hàng này nhá. Rồi, đặt hàng cho cố rồi về bom hàng này, làm nghề bác sĩ đặt đo huyết áp này, rồi mua tô keo chống tôn về để chống thấm mái tôn phòng mạch này. Đấy, làm rửa vòi nước này, rồi massage này, rồi hút bụi này, hay về là bom tất cả tật. Đấy, thì có những một số cái là vặt vẹo thôi, còn lại là trả hàng quý vị nhé. Đây, một người không có tâm có đức thì em cũng lên như vậy thôi, để cho các bác nào mà ấy thì né ra nhá cho em nhá. Rồi, đặt cái đơn hàng có mấy triệu, một triệu mấy mà giờ bom hết như này đây. Rồi, anh nào có nhu cầu về những cái này thì alo cho em nhá. Rồi, đấy, không có bán để dành để bán cho bác là giờ về là bom hàng. Đây, một cái cuồng chống thấm nhá, bảng 20 cm, đây bảng 20 cm, một cuồng này bình thường bán 70.000, giờ em thanh lý còn 55.000 nhá, 55.000. anh nào nhà mua thì cọc tiền em đi hàng này. Đấy, còn có máy cuồng bom, có máy cuồng này thôi, hai cuồng 55.000 nhá. Rồi, máy hút bụi 180 này, máy hút bụi 180 giờ bán 150 thôi nhá, bán 150 máy hút bụi, còn đây còn nằm trong thùng luôn quý vị nhá, 150. Đây, vòi Rumene này, bốn cái này một cái là 50.000, bốn cái 200, sale còn 170 nhá, 170 bốn cái, đo huyết áp 180 này, còn lấy 150 nhá một cái cho quý vị bà con hoặc mình. Anh nào nhất được thì ơi em nhá. Đấy, anh nào nhất được thì ơi em nhá. Rồi, nhớ quý vị nhá. Rồi, tiếp đến là em lên một cái lô sản phẩm nữa, đây là cái sở xích xe máy này. Có nhiều bác bảo là về không lắp vừa, em phải đi mượn một cái sợi, một cái nhung, gọi là một cái dĩa để về lắp cho quý vị nhé. Đây, sách có thương hiệu, có đầy đủ nhé. Đây, để em kiếm cái thương hiệu đúng là y chang của nó cho quý vị. Đây, Made in Thái Lan quý vị nhé. Đây, đĩa Thái Lan quý vị nhé, đĩa Thái Lan luôn. Đây, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, 36T, đây, 36T và sửa sách của em cũng vậy nhé. Em chỉ thanh lý sửa sách thôi. Cái lô này là do công ty nó bị rớt công. Đây, hàng này là hàng của Thái Lan, cực kỳ là chất lượng và hàng mới 100% xịn sò, cực kỳ. Đấy, em mới bóc thùng ra luôn quý vị nhé. Rồi, thanh lý một sợi là 50.000. Đấy, nhiều bác nó bảo là về lắp không vừa xe, hay nó biết lắp xe mình xe gì luôn ấy. Còn đây là xích xe máy và em mượn về em lắp thử cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nó cực kỳ là ok luôn, ôm sát cực kỳ là xịn sò như này mà bảo là nó là không được thì em cũng hiểu là xe của bác là xe gì nữa nhá. Đây, này, ôm xịn sò như này. Đấy, rất chi là xịn sò. Em đây mượn xe cũ đấy, xích cũ đấy quý vị nhá. Đấy, mượn cái đĩa cụ đây về ôm như này, ngon lành cần đào như này là bảo không vừa, em cũng hiểu các bác là xe gì nữa đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ngon lành cần đào như này mà bảo là không được là như nào.
Đấy, thanh lý một sợi 50.000 quý vị nhé. Đây, xe, xe máy, đấy, đĩa xe quay này, xe rim này, cúp này là rất ok nhá. Đấy, đĩa Thái Lan luôn quý vị nhé. Đấy, xích Thái Lan, đĩa Thái Lan, ôm xích rịch cua ngon lành cành đào như này. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhé, 50.000 một sợi. Rồi, và cái tiếp là em lên cho mình cái lô rìu nhé, lô rìu. Đấy, lô rìu chạy bộ cùi nhé, lô rìu chạy bộ cùi này, chạy chặt xương, chặt thịt này, rất chi là ngon luôn. Đấy, lô này lô hàng bài quý vị nhé, lô hàng bài. Em không còn được nhiều đâu, còn bấy nhiêu thôi. Nên thanh lý cho quý anh chị em bà con gặp mình nhé, một cái là 45.000. Với giá 45.000 một cái thôi, giá phải nói là siêu rẻ cho quý anh chị em bà con gặp mình. Anh chị em bà con gặp mình ai quan tâm để nhu cầu đến sản phẩm nào thì ơi em nhé. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên cho tòa thanh lý tiếp các cái mặt hàng tiếp theo cho quý vị anh chị em bà con gặp mình. Em lấy tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái dòng sản phẩm quý vị nhé, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đây là cái bộ lam xích này, đấy, bộ lam xích quý vị nhé, đấy, hàng cực kỳ chất lượng luôn, được đi nướng Japan cực kỳ là xịn sò quý vị nhé. Rồi, cái bộ sản phẩm này ấy, thì bây giờ mình chuyển đổi để lắp vào máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhé. Đây, nó là cái hình như này đấy quý vị nhé. Rồi, nó là được gắn vào máy mài xài lưỡi một tấc một nhá. Những cái phụ kiện theo kèm nó rất là đầy đủ, đấy, rất là đầy đủ nhá. Lam dài 12 in thì mình lắp vào máy rơi vào tầm 30 nhá, 28 đến 30 cm là mình cắt cây thoải mái cho em nhá. Rồi, những cái phụ kiện chi tiết theo kèm này, đây đây là cái gã để lắp vào máy mài này, có răng đầy đủ nhá. Đây, bình này là để đựng nhớt để làm mát xích quý vị nhá, nhớ là cho nhớt vào để làm mát xích không bị chảy xích nhá. Rồi, lam này, lam cực kỳ này, ốp này, ốp quý vị nhá. Rồi, tay cầm này và những cái phụ kiện để mình lắp ốc vít có đầy đủ phụ kiện theo kèm như này quý vị nhá. Rồi, xích này, sợi xích này nhá. Rồi, và lá chắn này, lá chắn bảo hộ có đầy đủ quý vị nhá, lá chắn bảo hộ nhá. Đây, có đầy đủ cho quý vị luôn, xích. Và đây là kèm theo một cái, đây là cái bảng hướng dẫn quý vị nhá. Anh nào mà chưa rõ ấy, thì có bảng hướng dẫn mình về mình xem mình lắp vào từng chi tiết như này. Đấy, hàng cực kỳ là ok. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái dòng sản phẩm này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình về mua về để sử dụng nhé, để nhờ cắt cây cắt cùi cực kỳ là ok để cắt cùi để làm bánh chân quý vị nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell và tặng kèm theo một cái dùa nhé, dùa này là dùa Nhật luôn. Dùa này là dùa lưỡi cưa nhé, dùa để dừa cái xích này ấy, xích này quý vị nhá. Rồi, tặng kèm luôn một cái như này, em sẽ sell với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Lên tiếp cho toàn thể quý bà con hoặc mình á, một cái mẫu sản phẩm nhá, đây là cái bộ cà lê. Đấy, bộ cà lê quý vị nhá, gồm có 2, 4, 6, 7 cây nhá, 6, 7 cây, 7 cây cà lê như này. Đây là mẫu cà lê tự động quý vị nhá. Đây là cái vòng này là vòng tự động hai đầu, một cầu cần xe và một vòng lục giác nhá. Đây, cái này có thể đảo chiều, đấy, mình có lực qua lực lại, mình có đảo chiều mở xuôi mở ngược gì cũng được quý vị nhá. Rồi, có từng rắc lê hàng răng ấy, cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng bao chất lượng này, được nói chung là cái này hàng siêu bóng mượt luôn, siêu đẹp như này. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với một cái bộ sản phẩm hàng cao cấp như này. Đây, thẹp CRV siêu cứng quý vị nhá, cực kỳ, gồm có 7 sản phẩm ở trong ấy, 235.000 nhá, 235.000. Đấy, một cái bộ sản phẩm như này. Đấy, quý vị không thể nào nghĩ ra được một cái bộ cà lê này. Quý vị ra mua lại nhiều lúc là đến một cây là hơn gần 200.000 rồi. Nhưng nguyên một bộ này em chỉ thanh lý cho với giá chỉ có 235.000 nhá, 235.000. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con cô bạc mình này, một cái mẫu sản phẩm vì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ quý vị nhá, thanh lý giá siêu rẻ, siêu mà máy thì siêu chất lượng luôn. Đây là một cái mẫu thân bu lông xài chân pin phổ thông quý vị nhá, xài chân pin phổ thông, dòng motor bootleg không chuột thang, đầu của nó là đầu rộng, đầu 2-1 cho quý vị mình nhá, về để bắn tôn mà bắn vít, mở bu lông xịt bu lông cho em, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, hàng là hàng nhập quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với một cái mẫu thân bu lông này, thân bu lông nhá, thanh lý một cái giá và nói chung hết sức tuyệt đẹp cho quý vị bà con hoặc mình, 240.000 nhá, 240.000 một thân thôi. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Để như làm đèn học này, đèn đọc sách này, đèn ngủ này, nói chung là tùy ý cho mình. Đấy, một mẫu như này em sẽ thanh lý chỉ có 20.000 thôi, sale với giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá.
Đây, quý vị nhìn thấy chưa? Ngàn cực kỳ chất. Mình muốn uống cong này, muốn bẻ đi đâu bẻ nhá. Rồi, uống cong, uống dẻo, uống xoay qua xoay lại, bên quay trái quay phải đều được quý vị nhá. Một đuôi đèn vặn này, có công tắc theo kèm và một cái đuôi luôn, một cái phích luôn nhá. Rồi, với giá chỉ có 20.000 thôi. Rẻ như bèo quý vị nhá, 20.000. Còn quý vị nào muốn lôi, muốn kéo đi thì nó xa hơn. Đó là 3 mét, sợi dây 3 mét này, còng đuôi, còng phất cho em. Thì 25.000 cho em nhé, 25.000. Đấy, rất là rẻ. Rồi, mình muốn chia cho nhiều ra. Đấy, một cái ổ cắm, nếu như mình lắp một ổ 1, mình muốn chia thành 2, thành 3 ra thì đây nhá. Đây là cái bộ phất chia, đây là phất chia nhá. 1 được 3, 1 ra 3 cho em nhá. Rồi, 20.000 luôn, thanh lý giá 20.000 luôn. Giá mà nói là siêu rẻ, siêu hời cho quý vị, bà con quạt mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa, đây là cái mẫu dao, đấy nhá. Mẫu dao, dao này là dao mini, dao cắt trái cây này, đấy, gọt trái cây, rau hành, rau củ quả, phải nói là siêu chất, siêu nẹt luôn nhá. Hàng Japan quý vị nhá, đây, cái chữ Japan nó nằm ở đây rồi quý vị nhá. Rồi, bao bén luôn, sắc thì thép này là siêu bền. Đấy, khi nếu như mình không có bén thì mình cần liếc nhẹ qua một phát là ok thôi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng. Rồi, sale với giá chỉ có là 16.000 một cây nhá. 16.000 thôi, đấy, rẻ chưa bao giờ rẻ luôn ấy. 16.000 thôi quý vị nhá. Rồi, đến cho mình nữa là hôm nay em sẽ lên sale cho mình hai cái dụng cụ nhá. Dụng cụ đấy là dụng cụ an toàn, dụng cụ an toàn cho quý anh chị em bà con bạn mình. Đây, một cái dây đai nhá, đây là cái mẫu dây đai, dây đai còn gọi là dây an toàn đấy quý vị ạ. Đây, một cái móc này, đây móc nhá, để móc cần đấy, móc cần an toàn nhá. Rồi, dây đai an toàn có quý vị nhìn thấy chưa, móc đai rất là chắc chắn luôn, dây dù chẳng như rất là xịn sò cao cấp như này. Dây đai này dành cho chúng là các anh làm nghề điện lực này, hay là cưa cây xẻ cây trên cao này, làm việc trên cao ấy, dàn dạo trên cao thì móc ngay cái này về cho an toàn nhá. Rồi, mình có thể móc vào bất cứ ở đâu, nói chung là khu vực gần mình nhá. Một cái hồng rất là to cho nên mình dễ móc làm quý vị nhá, chỉ cần bóp như này là móc ok thôi. Dây này em sẽ sale cho mình với giá chỉ có là 150.000 nhá. 150.000, 150.000 một sợi này. Đấy, quý vị nhá, 100 dây an toàn dây đây, 150.000 nhá. Còn bác nào mà đi làm nghề như hoặc là cần tời tỏ hay một cái vật dừng gì đó thì mình mua một cái tời nhá. Đây là gọi là cái ba lan kéo tay, tời ba kéo tay quý vị nhá. Dây thì có dây cáp thép kèm nhá, dài 10 mét cho em này. Và dây này là phi, này là phi 4 quý vị nhá, phi 4. Dài 10 mét cho em và cái trọng tải của nó tối đa của nó là 600 cân nhá. 600 kg. Đấy, kéo được tối đa là 600 kg. Và đây là cái tay quay quý vị nhá, tay mình quay. Và đặc biệt là cái mẫu này thì mình có hai cái cần. Mình gạt như mình quay lên mà muốn nó lỡ nó chụp tay là nó không bị xoay trở lại, nó đánh vào mặt mình ấy, là mình gài nhá, mình gài có chế độ gài cho em này. Hai chế độ nhá. Xoay lên và xoay xuống thì mình gài, mình vượt qua chế độ gài này cho em này. Đây đây, mình bật qua chế độ gài này cho em này. Đấy, rất là ok luôn. Đây quý vị nhá, đây mình bật cái này gài nó cho em. Gài như này, mình bật hai chế độ cho em nhé. Đây, đó, gài qua gài lại. Gài qua gài lại nhé, cái mũ này nó sẽ mắc vào đây. Còn đây là chế độ ở giữa, mình có thể quay lên quay xuống một cách tùy ý, nó nằm ở giữa. Còn mình muốn xuống nữa, đây, thì bật lên này. Đấy chưa, nó gài chụp vào đây là nó không thể quay trở lại, nó muốn quay trở chiều, rồi lên chiều xuống thì mình bật qua cái nút này cho em nhá. Rồi, 300.000 thôi, với giá chỉ có 300.000 một cái gọi là một cái rồng rọc quay nhá. Dây dài 10 mét và phi là của nó là có móc theo kèm đầy đủ luôn quý vị nhá. Này, có móc theo kèm đầy đủ cho em này. Đấy, đầy đủ, mình treo lên là mình quay thôi nhá. Rồi, 300.000 quý vị nhá. Với giá chỉ có 300.000 thôi. Giá vừa là siêu hời cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình. Rồi, tiếp đến là em sẽ thanh lý cho mình một số cái sản phẩm như là bộ lưỡi cưa nhá. Đây, lưỡi cưa thì ngày hôm nay lưỡi cưa mùi quang em về rất nhiều cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình, cho nhu cầu sử dụng quý bà con của bạc mình hỏi rất là nhiều. Đây, bộ lưỡi cưa kiếm này, bộ lưỡi cưa kiếm để xài máy nhá. Máy cưa, cưa kiếm là cưa tay hay là cưa máy gì đấy, cưa sọc ấy, 6 inch có, 18 inch có nhá. Rồi, trong này một cái thì gồm có hai lưỡi, ba lưỡi, hay một cái này gồm có hai lưỡi, một cái này đi đôi hai lưỡi ở trong ấy quý vị nhá. Rồi, đi đôi hai lưỡi ở trong quý vị này, hai lưỡi ba lưỡi nhá, đều có luôn. Một vị như này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 100.000 nhá. 100.000 đấy, về Kentop nhá, Kentop cái lưỡi lưỡi cưa kiếm cho em 100.000 và ba lưỡi lưỡi cưa kiếm nhá. Rồi,
Và tiếp đến là cái bộ này là bộ bộ cân tự động, bộ cân tự động gồm có 19 món này, hàng này là hàng cao cấp của Nhật quý vị nhé. Hai đầu này là tôi được cực kỳ là xinh luôn. Lục giác có này, lục giác bông, lục giác bi đều có hết nhá. Và ba ke bẹp đều có hết. Và ra cái cần này là cần mình có thể lắc qua lắc lại tự động cho em. 160.000 quý vị nhé, 160.000 một quý vị. Đấy, hàng cực chất lượng thì nó sẽ không rẻ cho quý vị bà con của mình nhá. Rồi, tiếp đến là cái bộ hộp lưỡi cưa lòng cho quý vị bà con của mình. Đấy, hộp lưỡi cưa lòng nhá, 2, 4, 6, 8, 10 này, gồm có 10 lưỡi cưa lòng nhá. 10 lưỡi cưa lòng em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có là 75.000 thôi. 75.000 hộp lưỡi cưa lòng nhá. Hộp lưỡi cưa lòng 70.000. Rồi, còn bác nào khoan gỗ thì đây nhá, khoan gỗ thì có mũi khoan gỗ 50.000. Đấy, mũi khoan gỗ cho em này 50.000 này. 2 4 6 8 10 lưỡi nhá, 10 mũi nhá. 50.000 thôi, với giá chỉ có 50.000 một vị như này. Còn bác nào muốn khoan gỗ mà có luôn cả một cái đầu chụp nữa, nó này khoét để dấu âm cái con vít ở xuống dưới ấy, thì mình chơi ngay cái mùi này, mùi bộ mùi này cho em nhá. Đây, bộ mùi này cho em. Bộ mùi này thì đây, mình có nó có hình dạng theo kèm này, mình khoét để cho cái âm con vít này xuống cho em nhá. Âm con vít này xuống này. À thì 100.000 nó là một vị quý vị nhá, 100.000 một vị cho em. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm mùi khoang đa năng. Mùi khoang đa năng này còn một cái đầu bắn tôn này, một cái đầu chuyên vít làm nhanh này. 130.000 quý vị nhá, 130.000. Đấy, 130.000 cho em. Hàng của nói chung là bao chất bao xịn sò cho quý bà con hoặc mình. Rồi, bác nào bắn đinh này thì bắn đinh bạc thì đây nhá, cái màu súng bắn đinh bạc thì kim bắn đinh bạc nhá, với giá chỉ có 75.000 thôi. 75.000 một cái nhá. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm cái cần khuyểu. Cần khuyểu này có 8 đầu nhá. 8 đầu. Đấy, đầu này là đầu gọi là đầu khẩu ấy, đầu đầu típ ấy. 8 đầu như này, 8, 10, 11, 12. Nói chung là 8 cái nhá. Rồi. Đây này thì to hơn, 12, 13, 19, 17. Có nhiều. Như này. Một cần như này 100.000 nhá, một cần như này 100.000 thôi. Giá mà là siêu siêu đẹp và siêu yêu thương cho quý bà con của mình. Rồi, tiếp đến là bác nào muốn sử dụng đến cái lưỡi cưa mà lưỡi cưa dành cho lưỡi cưa mini, máy cưa mini ấy, lắp vào máy khoang mình cưa những chi tiết nhỏ thì xài đây nhá. Đây là mẫu vị lưỡi cưa gồm có 6 cây và một cái cây này gọi là cây cây để lắp lưỡi theo kèm nhá, với giá chỉ có 65.000. 65.000 cho toàn thể quý bà con hoặc mình. Còn anh nào rỉ rác đánh chổi rỉ rác này, một vị cũng 65.000 luôn, gồm có 6 cây nhá. Chổi đánh rỉ rác 65.000. Đấy, rẻ chưa? Quá rẻ luôn cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, một sợi dây dù, dây dù nhá. Dây dù dài 20 m. Dây dù bè lớn quý vị nhá, dây dù bè lớn này. Hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò luôn, dài 20 m, 65.000, với giá chỉ có 65.000. Rồi, còn anh nào muốn làm một cái bảng lề mà nó khi mình đóng nó sẽ mở ra, nó sẽ tự đóng lại thì đây nhá, mở ra nó tự đóng lại cái bảng lề có cái lò xo đầy ấy. Đấy, như này thì một cái như vậy 35.000 nhá, một cái 35.000, rẻ như không luôn quý vị ơi, rẻ của cực kỳ rẻ luôn. Rồi, tiếp đến đấy là cái cần bộ cà lê xích này, cà lê xích cho em nhá. Cái bộ cà lê xích này em sẽ sell cho mình với giá 100.000 thôi. Cà lê xích 100.000 cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Đấy, hàng bao rẻ bao chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, đến tiếp đây là cái bộ chuyện để mình cắt tôn nhá, bộ chuyện để mình cắt tôn mình lắp vào máy khoang, khoang minh khoang điện gì cũng được để mình cắt tôn cho em nhá. Rồi, sell cho mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 một bộ cho em nhá, 100.000 một bộ thôi. Giá phải nói cực rẻ và cực yêu thương. Rồi, đến cho mình cái lô búa này, em sẽ lên cho mình cái mẫu lô búa này. Búa thì em có đầy đủ các loại búa này. Rồi, búa đóng đinh, đầu tiên là cái búa cao su nhá. Búa cao su hai đầu, búa cao su hai đầu cho mình này. 30.000 một cái nhá, búa cao su hai đầu 30.000. Về làm điện cơ hay nói chung là gọt cái gì không có bị trầy xước ấy. 30.000 một cái nhá, 30.000. Còn búa đóng đinh, thì em có hai loại. Loại này là loại bé nhá, Loại bé là cái loại này là 55.000. Loại bé là 55.000 quý vị nhá, loại bé 55.000. Đây hai cái loại búa đây. Búa này là búa Santalay nhá, búa Santalay, hàng cực kỳ cao cấp luôn, xịn sò luôn. Santalay quý vị nhá. Này. Rồi, còn đây là búa lớn. Búa lớn thì hai mẫu búa này, búa nào cũng có là 500 đinh kim đinh đầu này hết nhá, 500 đinh kim đinh. Búa này búa lớn này, mà búa này búa bé. Búa lớn là 65.000 và búa bé 55.000 cho em. Rẻ chưa? Búa đánh này, búa đập, búa đánh cho em này. Búa 1 kg là 120.
búa 2 kg là 150 cho em nhé, búa 2 kg 150.000. Đấy. Rồi, đến là cái rìu, rìu là 150.000 nhá. Vừa búa vừa rìu, đầu này búa này và đầu này rìu. Thì 150.000 một cái cho em này, 150.000. Rẻ chưa? Rồi, anh nào muốn cắt góc này tạo góc cho nó chuẩn xác 90 độ chuẩn xác này, cắt góc 90 độ chuẩn xác. Đây là mẫu Eto nha. Eto một tay cho em này, với cái giá một Eto một tay này là 160.000 nhá. Eto một tay 160.000 cho em. Đấy, hàng bà nói rằng là cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hàng lạc mình mua về sử dụng nhá. Rồi, đến cho mình đấy là cái bộ cái cạo sên. Cái màu này là màu để mở ốc, là mở sên cái xích, gọi là mở xích đấy. Xích xe máy, xích xe đạp thì mình đưa cái này mình vặn thì cái chốt nó sẽ bung ra. Mình không phải đục về đèo gì hết nhá. Để nguyên như vậy nó không phải phải nghiêng xe, lật xe gì hết. Cực kỳ là hay luôn. Với giá bên em sanh lý với giá cái này 80.000 nhá. 80.000 một cái thôi. Ok chưa? Rồi, quý vị nào muốn dùng kẹp này, có cái kẹp đấy, kẹp về mình kẹp lại mình cưa mình cắt gì đấy, kẹp chữ C nhá, kẹp chữ C. 3 in thì 45.000, 3 in 45.000. Còn lên 5 in. Đấy. Em có mẫu 5 in và 8 in quý vị nhá, 5 in. 5 in đây. 5 in thì cao tiền hơn. 5 in cao tiền hơn nhá, 75.000. 5 in thì 75.000 cho em nhá, 75.000 một cái cạo như này. Ok chưa quý vị? Rồi. Kem làm đánh bóng này, này kem để đánh bóng nhá, kem để đánh bóng kim loại. Đây, một hồ lò như này là 55.000. Kem đánh bóng kim loại một lò 55.000 quý vị nhá. Đánh bóng tất cả các vết xước inox này mình đánh bóng á quý vị, thì nó là 55.000 nhá. Rồi. Vít cong này, vít cong cho quý vị bà con hoặc mình lắp cái đầu này vào thì những cái đầu nào mà cái ngóc ngách đây mình kẹp vào máy khoang này thì đấy là có cái trục chuyền. Thì đâu mình dắt cái con vít vào đây nhá. Rồi, cái một con vít vào đây mình bắn những cái ngóc ngách này. Rất kỳ là ok luôn. Đấy. Với giá cái này là 60.000 nhá, 60.000 cho em. Giá rẻ chưa? Rồi, vít mờ ốc gậy này, vít mờ ốc gậy cũng 65.000 luôn quý vị. Vít mờ ốc gậy 65.000 thôi. Giá mình là siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, em còn cái lô kìm bấm này, lô kìm bấm. Quý vị ơi, lô kìm bấm hàng rất là ngon luôn. Lô kìm bấm hàng Yeti. Lô kìm bấm hàng Yeti nhá, thanh lý với giá 38.000. 38.000 một cái thôi. Đấy, hàng rất là ngon luôn, kìm bấm. Còn anh nào muốn ngon hơn, xịn hơn thì xài cái này cho em. Xài ngon hơn thì 65.000 nhé, 65.000 một cái. Kìm có bọc da này, 65.000. Đấy, hàng thì em đây. Hàng cực kỳ chất lượng như này đây quý vị. Rồi, 65.000 nhé, 65.000 một sản phẩm thôi. Rất chi là rẻ và gọn nhẹ cho quý vị bà con và phần dòng. Đầu mở ốc mở Rumene bị gãy nhé, vòi mở Rumene vòi á bị gãy. Gãy nó gãy mình lâu ngày mình dùng mình gãy nó trong cái âm ấy thì mình không thể nào đục, mình đưa cái này vào mình xoáy nó ra cực kỳ dễ dàng nhá. 35.000 thôi, với giá 35.000 quý vị nhá. Rất chi là rẻ cho quý vị bà con hoặc mần. Rồi, cưa lắt này, em lên cái mẫu cưa lắt cho quý vị nhá. Cưa lắt này, đây là cái mẫu cưa lắt nhỏ, nhẵn xinh xắn để mình cưa những cái chi tiết nhỏ nhẵn ở ngoài cái nách cây á, ở cái nách cây quý vị nhá. Rồi 20.000 một cây thôi, với giá 20.000 nhá. Giá mà nói là siêu rẻ, siêu hời cho quý vị bà con hoặc mình. Rồi, kế tiếp đây là cái mẫu sản phẩm một cái kéo cắt tôn 10 in nhá. Kéo cắt tôn 10 in hàng Kaboshi, hàng cực kỳ là ngon luôn ấy. Thẹp CRV siêu cứng quý vị nhá. Rồi, cái mẫu này thì em sale với cho mình với giá chỉ có 95.000. 95.000 một sản phẩm cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình. Ok chưa? Lên cho quý bà con hoặc mình, xem cái mẫu này là cái màu sản phẩm bộ combo kìm. Đấy, bộ combo kìm. Combo kìm gồm có 3 cái quý vị nhé. 3 cái combo kìm, ngon nha. Kìm 8 in nhé, kìm điền này, kìm điền này, rồi kìm nhòn này, kìm bằng này nhé. 3 cái. 3 cái bên em sẽ sanh lý cho mình với giá chỉ có 3 cái như này nhé. Kìm 8 in 120 thôi, 120 nhé, 120, rất là rẻ. Ok chưa, 120. Rồi, đến các cái dụng cụ để mình bảo dưỡng máy móc này nhá. Rồi, mình thay thế cho mình một cái cặp, cặp này là cặp đầu để kẹp lưỡi quý nhá. Thay cái đầu kẹp lưỡi ấy, đầu đầu máy ấy thì đầu máy mài ấy thì mà cái màu này là bằng Eco này, nó tiền lời hơn và nó dễ sử dụng hơn quý vị nhá. Một cặp 15.000 thôi, một cặp 15.000. Rồi, tip mờ bori. Tip mờ bori hai đầu nó chỉ có 20.000 thôi, 20.000. Mũi khoan, mũi khoan thì có mũi khoan bê tông quý vị nhá, mũi khoan bê tông.
16, 18, 10, mỗi cái 10.000 nhá. Đấy, 10.000 một cái thôi. Ok chưa? Mũi độc. Mũi độc thì 30.000, 30.000 một cặp. Đấy, một cái nhỏ với bằng 30.000 nhá. Rồi, cà na đánh bóng này, cà na đánh bóng này thì đánh bóng được tất cả các loại nhá, cà na đánh bóng. Với giá chỉ có 50.000, đấy 50.000 một lò nhá. Còn đây là em mở, em mở trợ lực để hàng. Em mở hàng quý vị, hàng là hàng chì ấy. Mở hàng chì quý vị nhá. Rồi, 35.000 thôi, với giá chỉ có 35.000. Còn anh nào mà muốn sử dụng, muốn mở bò thì đây. Mở bò này em sẽ sell cho mình một cụ 50.000 thôi. Một cụ 50.000 quý vị nhá, rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, chập để khoang, chập để lắp vào máy khoang để hút bụi không bị bụi bẩn dơ. 30.000 nhá, 30.000 thôi, rẻ. Rẻ như bèo luôn quý vị ơi, rẻ cực kỳ rẻ luôn. Rồi, để lắp điện thoại này, để xoay điện thoại nhá. Cái này xoay được quý vị nhá, quý vị nhìn thấy chưa? Xoay tròn cực kỳ là đẹp chưa? Ngon. Đừng muốn dở lên dở xuống được này. Tăng cao tăng thấp được nhá. Đây, mình có thể dở nó lên dở xuống, dở cao lên cao thấp tùy theo mình nhá. Rồi, với giá chỉ có 38.000 thôi, 38.000 một cái quý vị nhá. 38.000. Bao rẻ, bao ngon. Này, cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, đến em sell cho mình một cái số thân khoang nhá. Thân khoang, thân khoang pin đấy, khoang pin khoang điện thì nhiều lắm. Rồi, thân khoang pin này, thân khoang pin thì em sẽ sell cho mình cái màu khoang pin đầu tiên nhá. Đây là cái màu khoang pin, màu này là màu motor từ. Màu motor từ không thang quý vị nhé, màu motor từ không thang. Đấy, đầu này là đầu 10 ly. Em sẽ sell con này với giá 230. Còn bác nào muốn ba chức năng, ba chức năng thì đây nhá. Màu ba chức năng. Đầu 10 ly quý vị nhé, đầu 10 ly ba chức năng 265.000, 265.000 nhá. Rồi, thân máy mài này, thân máy mài đây. Thân máy mài đây quý vị nhé, thân máy mài. Thân máy mài thì 295.000, thân máy mài xài. Đây là màu booter bootleg không chỗ sang nhá. Còn anh nào muốn sửa chữa mà dùng đến bu lông lực diệt lớn 800 niêu thì nhích con này cho em này, 800 niêu nhá, nhích con này. Con này thì nhích bá chảy bò chẹt luôn quý vị ơi. Dày cực kỳ dày luôn, nhích nách luôn, to khỏe. Xài chân pin phổ thông nhá. Con này là 560.000, em xem thanh lý về 560.000 thôi. Rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Rồi, bác nào thường xuyên sửa chữa thì đây nhá, sửa chữa thì em có cái màu đồng hồ. Đấy, màu đồng hồ này là đồng hồ cơ quý vị nhá, màu trời cơ. Thì màu đồng hồ này em sẽ thanh lý cho mình 100.000 một cái này. 100.000 một cái thôi, một cái đồng hồ. Ok chưa? Rồi, tiếp đến là cái thân quạt, thân quạt là nó 170.000. Thân quạt motor bootleg của quý vị nhá, motor không thang đấy. Đấy, cánh quạt là cánh quạt bằng kim loại luôn, cực kỳ là ngon. Đấy, 170.000, 170.000 một thân nhá. 170.000. Rồi, còn đây là cái bộ sản phẩm để mình Toro ren nhé, Toro ren này, tàu ren đấy. Mình khoan xem mình muốn tàu ren hoặc là chạy ren, mình tàu lại ren đấy. Thì bộ này 140 cho em này, bộ 140 nhá. Bộ mùi khoang sắt, cái bộ mùi khoang sắt này. Khoang này là khoang sắt quý vị nhá, khoang sắt, khoang inox. Bao này bao chất lượng luôn. Mùi bộ hộp mùi này là chất lượng cực kỳ là cao cấp quý vị nhá. Em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 130.000. Đấy, 130.000 quý vị nhá, 130.000. Giá phải nói là đấy, nằm trong hộp đẹp chưa? Đấy, 130.000 thôi quý vị nhá. Rồi, đến cho mình nữa, mua máy khoang này mà nếu như chưa có pin thì mình mua pin cho em này. Em đang thanh lý cái màu, một cái màu pin. Màu pin 20 cell, đấy, quả to cho bà luôn. Có đèn báo pin luôn, 260.000. 260.000 một quả pin quý vị nhá. Còn bác nào muốn xài pin 15 cell thì nó rẻ hơn, 230. 15 cell là 230, còn 20 cell thì nó 260 quý vị nhá. Chưa bao giờ rẻ như hôm nay luôn đấy. Còn 10 cell thì nó 150 thôi. 10 cell là nó 150 quý vị nhá, 150. 150.000 cho em. Đấy, hàng mà nói là rẻ, cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con bạc mình. Quý vị bà con bạc mình quan tâm đến cái gì thì gửi cho em nhá. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, một cái màu đầu kẹp nhá. Đây là cái màu đầu kẹp này. Màu đầu kẹp, màu đầu chuyển bu lông, gồm có 3 cây nhá. Gồm có 3 cây, 3 cây đầu chuyển bu lông như này. Đây, 3 cây đầu chuyển bu lông. Một combo gồm có 3 đầu chuyển bu lông cho em này. Hàng cực kỳ là ngon. Đây là 1/2 nhá. Đây là đầu 1/2 và đây là đầu 3/8 này, đầu 1/4 này. Đây 3/8 này, có hết nhá, 3/8. Rồi, 3 đầu như này 50.000 thôi. Đấy, về để kẹp vào máy nào cũng được hết. Máy nào cũng sử dụng được hết quý vị nhá. Bu lông chuyên vít, đầu kẹp 10 ly, 13 ly đều xài tất tật.
Đấy, 50.000 thôi, mà giá 50.000 quý vị nhá. Rồi, tiếp đến là thanh lý cho mình cái mẫu máy này, hai cái máy, cái mẫu máy nhá, mẫu máy là mẫu máy cho một quý bà con của bạc mình. Đây, lên cho mình một cái bộ cắm đó, ổ cắm này, ổ cắm Thái nhá. Có 3 cổng USB, em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 50.000 một bộ này. Rồi, một cái bộ combo gồm có 5 cái chảo, 5 cái đĩa inox nhá. 5 đĩa inox 75.000. 5 cái đĩa inox như này, 75.000 thôi, hàng cực kỳ là ngon luôn cho quý bà con quạt mình. Ok chưa? Rồi, còn anh nào muốn xài bu lông thì đây nhá. Em có nguyên một bộ bu lông, em đang xả rẻ cho toàn thể quý bà con quạt mình. 2 pin, 1 sạc, 1 thân máy, 550.000 thôi. Đấy, với giá 550.000 nhá. Rẻ, cực kỳ là rẻ cho quý bà con quạt mình. Rồi, còn anh nào muốn khoang bê tông thì đây nhá. Có khoang bê tông, ba khoang bê tông điện nhá. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật cho em. Hàng bao chất lượng luôn ấy, em nói thật. Hàng này cực kỳ là ngon luôn. Nhưng mà ôm được cái lô này cực kỳ là đạ luôn. Cho nên số lượng đi cực kỳ là nhiều luôn quý vị nhá. Nhanh tay nhanh chân lên đặt này, không hết hàng nhá, chạy hàng nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ gọi là 600.000 thôi. 600.000, đấy, gồm tặng kèm 3 mùi độc, 2 mùi độc và 3 mùi khoang. 2 mùi độc và 3 mùi khoang quý vị nhá. Đây, một con máy chất lượng như này, thanh lý với giá chỉ có 600.000. Ok chưa? Rồi, còn bác nào thường xuyên hàng này, hàng thì nói chung cái con máy hàng này thì anh nào đi làm công trình mà làm việc là máy tôn máy tre mà trên cao ấy thì đeo, mua con máy này về mà đeo trên cổ, đeo lên vai ấy, đeo lên người ấy mà đi hàng thì nhức nách luôn quý vị ơi. Hay dài nhức nách luôn. Hàng Casio nha, Casio, một cái thương hiệu máy hàng. Hàng này là hàng xuất Nhật cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình nhá. Hàng xuất Nhật nói chung là như vậy, là em thanh lý cho mình là một con như này 550.000, gồm có kim hàng và kẹp mát theo kèm thôi nhá. Kim hàng kẹp mát thì nó là đeo lên người, nó dây cực kỳ là nó ngắn thôi, 1,5m 2m thôi, 1,5m 2m quý vị nhá. Rồi, ngon chưa? 550.000 với giá nói là quá hời quá rẻ cho toàn thể quý bà con hoặc mình. Rồi, thanh lý nốt này, thanh lý nốt này, còn cái mẫu này còn mấy con thôi. Đầu kẹp 13 ly nhá. Đấy, con này không tem không mát gì hết. Công suất của nó thì công ty bảo là 710W cho em này. Đầu 13 ly nhá. Rồi, em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 275.000 thôi. Vì nói chung là còn mấy con là hết mẫu cho nên thanh lý nốt. Máy mài Yasaki con về luôn 240 nha. Máy mài Yasaki em thanh lý 240. Con này là không có hộp này, chỉ có khóa mở thôi, không có tay cầm lá chắn với mình nha. 240.000. Còn mấy con là thanh lý nốt. Rồi, lên cho mình hai cái mẫu nồi cơm. Đấy, quý vị ơi, hai cái mẫu nồi cơm này hôm nay về rất kia là, nói chung là hàng cực kỳ là chất lượng vàng, vẫn là nhức nách, cực kỳ là ngon luôn cho quý bà con hoặc mình. Ai có nhu cầu mà sử dụng đến nồi cơm thì nhất ngay nhá. Rồi, hai cái mẫu nồi cơm này Hàn Quốc quý vị nhá, hàng của Hàn Quốc Korea nhá, hàng Hàn Quốc cực kỳ là xịn sò luôn. Hay mẫu mạ rất là nét nhá, xịn sò. Con này là mẫu này là 1.2L quý vị nghe rõ nhá. Con này là 1.2L này, thì 1.2L thì nó tầm nấu được tầm 3 lon đến 3 lon, 3 lon rưỡi, 4 3 lon rưỡi đi. 3 lon rưỡi nhá, là tầm 3 người ăn. Đấy, 3 người ăn là ngon ngơ luôn nhé. 3 người ăn ngon ngơ luôn. Hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ gọi là 380.000 thôi. 380.000 thôi quý vị nhé. Nói chung là rẻ chưa bao giờ được rẻ luôn ấy. Rồi, tiếp đến là cái mẫu nồi cơm cùng là hàng Korea. Này quý vị nhìn nè, cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi, cái mẫu này thì đấy là cái mẫu nồi cơm 1.8L. 1.8L quý vị nhá, mẫu nồi cơm 1.8L em sẽ sell cho bà con của bạc mình với giá chỉ có là 420.000. Đấy, 420.000. Đây, đầy đủ trong này nhá. Đầy đủ trong này như này. Đấy, nồi hàng mới nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng cực kỳ là ngon cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi, 5 người ăn thoải mái với một cái nồi 1.8L này. 420.000. Đấy, bác nào có nhu cầu nhất được thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm mà một cái bộ máy hàng ống nhiệt này, có đĩa này, có chân, có hộp sắt theo kèm, tặng kèm 3 cái đầu dáng nhá, 20 này, 25 và 32 nhá. Rồi, sell cho mình với giá chỉ còn 165.000 thôi. 165.000. Đấy, hàng mình nói giống là thanh lý mà là rẻ cho quý bà con quạt mình chơi thôi, để cho mua về xài nhá. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm
một cái bóng đèn này là bóng đèn xoay, bóng đèn này là bóng đèn chiếu chứ không phải xoay, bóng đèn chiếu quý vị nhá, để nó tạo màu. Bóng đèn chiếu tạo màu theo nhạc, nó nhạc lớn thì nó nhanh, nhạc nhỏ thì nó vừa, nói chung là tùy nó ăn theo điều nhạc cho mình nhá. Rồi với giá chỉ có 95.000, 95 anh nào nhất được thì nhất cho em nhá. Đấy, cái màu đèn đèn chiếu này ấy. Rồi còn bác nào có nhu cầu đến sản phẩm nào thì gọi điện vào số hotline em ghi bên màn hình nhá. Có nhu cầu gì thì cứ mạnh tay nhắn tin hoặc vào số Zalo em đang ghi trên màn hình. Đấy, luôn luôn sẵn lòng phục vụ quý bà con hoặc mình nhá. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái sản phẩm, đây là hàng dây điện quý vị nhé. Đây là cái mẫu dây điện cực kỳ là xịn sò luôn cho quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đây cái mẫu dây điện này thì nó là xuất xứ của nó là hàng của Tachi quý vị nhé, hàng Tachi. Đây, hàng Tachi này, hàng của Made in Japan quý vị nhé, hàng cực kỳ ngon luôn ấy, cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, ok chưa? Và đặc biệt thì cái thông số nó có in trên này luôn nhá. Nó in thông số trên này luôn này. Đấy, công suất của nó quý vị nhá. Đây, 10 đến 16A nhé, và 250V. Đấy, và mắc của nó là 5500W nhá. Cái dây này nó sẽ chịu tải cho mình được là 5500W quý vị nhá. Đấy là tối đa, và từ 10 đến 16 ampere là ok cho quý vị bà con hoặc mình về sử dụng nhá. Rồi đặc biệt cái màu này là nó là ổ cắm đúc nhé, đúc luôn, đúc nguyên khối luôn quý vị nhá. Đây, và ổ cắm thì mình có thể tròn hay là dẹp gì mình cũng cắm được hết, gồm có 4 ổ cắm hay ổ cắm 3 cũng được luôn nhá. Rồi gồm có cả ổ cắm này, cả dây điện này, cả phích cắm theo kèm. Thì một cuộn như này dài 30m em sẽ sell cho quý bà con hoặc mình về dùng với giá chỉ có 140.000 nhá. 140.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em, về cực kỳ là nhiều luôn cho quý vị bà con hoặc mình. Đây cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu hàng keo dán chống thấm hàng Thái Lan quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò quý vị nhá, hàng Thái Lan này, bao chất lượng, bao VIP cho quý vị bà con hoặc mình. Thì em có về hai bảng nhá, một bảng 5 phân và một bảng 10 phân quý vị nhá, một bảng 5 phân và một bảng 10 phân cho em này. Đấy, cực kỳ là VIP này, cực kỳ là xịn sò nhá. Thì em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 30.000 một cuộn bảng 5 phân và 50.000 bảng 50.000 quý vị nhá, 50.000 cái bảng 10 phân cho em này. Quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hàng Thái Lan bao chất lượng, bao xịn sò. Đấy, về cứ kiểm tra hàng cho em nhá. Đấy, có in Thái Lan cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình luôn nhá. Em nên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái máy thổi và hút bụi hai chức năng kim Konaki nhá. Hàng rất chi là xịn luôn quý vị ơi. Đấy, cầm máy rất chi là chắc chắn nhá. Đấy, rất là đặc biệt ngày hôm nay cái mẫu này về ấy, nó có điều chỉnh tốc này, có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Mình muốn mạnh thì mạnh, mà nhẹ thì nhẹ nhá, tùy ý mình điều chỉnh. Và công suất của em nó là 700W nhá, công suất 700W, xài điện 220V nhá. Hai chức năng chế độ thổi này, và thổi là như mình lắp như này nhá, thì túi rác của mình cần không lắp, mà hút, khi hút thì mình lắp túi rác đằng trước này, và thổi ống hút, ống thổi là nằm bên hông nhá. Thì bây giờ em sẽ test cho mình cái chế độ là thổi bùi này. Đấy, thổi bùi nhá, cực kỳ là ok này. Em chỉnh điều chỉnh lên luôn nhá. Rồi, điều chỉnh tùy ý mình này. Đó, yếu quý vị nhá, còn mạnh lên này. Đấy, đá quăng luôn quý vị nhá. Đá bay luôn, cực kỳ là khỏe nhá. Đấy, đá rất thì thoải mái luôn nhá quý vị nhá. Nhìn thấy chưa? Rất là thiếu luôn. Rất là truyền lời nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái chế độ là hút cho mình xem luôn này. Hút thì mình hút đặc biệt là hút những cái dòng mìn ấy, thì mình và những cái mà mìn màng hơn như này thì hút rất là đẹp. Quan tâm đến cái màu thổi và hút bụi này ấy, thì liên hệ cho em này, vào số hotline bên màn hình nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 240.000 thôi. 240.000 một sản phẩm nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của mình cái sản phẩm cưa nhá. Đây là một cái màu cưa, cưa sắt, cưa cầm tay. Đấy, dài là 12 in nhá, 12 in là 30cm quý vị nhá. Và cái màu này mình có thể tăng theo ngực này. Đây có một ngực, đây thêm một ngực nữa nhá. Mình có thể tăng giảm ra. Hay nhiều như cái lưỡi này mình tùy cơ ứng biến quý vị nhá. Và mình có thể lắp lưỡi cưa sắt này. Lưỡi cưa
nếu anh nào chế mà cưa cầm tay ấy, thì mình mua lưỡi cưa gỗ cưa cây ấy, mình phải cắt mình đục hai lỗ xong mình ráp vào mình sử dụng được ok nha. À, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này với một cái giá và nó cực kỳ rẻ luôn, 30.000 một không nhá, 30.000 một không, lại có tặng kèm theo một cái lưỡi cắt sắt nha, 30.000 quý vị nhá. À, quý vị quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm thân bằng thân đèn quý vị nhé. Đây là cái mẫu thân đèn đèn led này. Đấy, xài bằng chân pin phổ thông nhá, pin của máy khoang pin đấy. Đây là cái mẫu thân đèn này, quý vị nhìn thấy chưa, bao nhiêu cái bóng đèn này, 8 này, 10 16 cái nhá, 16 bóng đèn led siêu sáng như này. Thì cái mẫu này thì mình nhà mình ai anh em nào mình có pin rồi ấy, xài chân pin phổ thông nhá, thì mình mua về mình lắp đấy, cấp điện sử dụng rất là sướng luôn nhá. Mình nói là siêu sáng luôn đấy, cực kỳ là đạo luôn cho quý vị bà con của mình. À, mình về mình bóc lớp dầu bên ngoài ra là cực kỳ sáng luôn nhá. Rồi một thân này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 120.000 thôi. À, 120.000 quý vị nhá. Rồi bác nào còn có nhu cầu mà mua thêm pin thì đây đây có một pin 15 cell em còn xả nốt cho quý vị anh chị em bà con và mình dùng nhá. Rồi 230.000 một quả pin 15 cell nhá, pin 15 cell có đèn báo pin luôn này, ngon không? Rồi hàng bao chất bao xịn sò cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Đấy, anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhé, về số lượng bao nhiêu, về số lượng cực là nhiều luôn. Đấy, quý vị tha hồ thoải mái nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình một mẫu sản phẩm nhá, một cái vòi nước Romani, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhé, hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nhá, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhá, không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhá, mình mở cái đầu nào ra. Còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình dắt vào giống như các cái súng rửa xe, mình dắt trực tiếp vào đây luôn nhá, mình sử dụng. Đấy, cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhé, 50.000 một cái. Đây, hàng bao xịn sò bao chất lượng như này. Tùng Phúc lên tiếp tục cho bà con của bác mình một cái mẫu đèn pin nhé. Đây là một cái mẫu đèn pin cao cấp, hàng mà nói là hàng xịn sò, siêu xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, mua một mà nhiều nó được nhiều chức năng. Con này thì nó đa chức năng quý vị nhé. Đấy, thì cái nhu cầu sử dụng của mình đây, đây là cái rồi, đây là rồi ánh sáng rồng nhé, ánh sáng rồng. Còn anh nào muốn rọi xa thì có rọi xa nhé, có hai đầu luôn. Đấy, rọi xa này, ba đầu luôn quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp như này. Rồi đặc biệt là nó thêm một cái đèn bên hông nữa. Đấy, khi cấp điện nhá, khi cấp điện thì mình ngồi trong liều hay trong nhà thì có cái đèn tỏa sáng như này. Đấy, nó ba chức năng như này quý vị nhá, cực kỳ là sáng luôn, rất là đẹp. Và có đèn báo sự cố luôn quý vị nhá, khi mình nhấn nút cái nút điều khiển này này tùy theo mức thì có nút như này nhá, cực kỳ là đẹp như này. Rồi ngày hôm nay ấy, cái sản phẩm cao cấp như này em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình với giá 280.000 nhá, 280.000 một 230.000 thôi quý vị ơi, 230.000 một sản phẩm. Đấy, cực kỳ là ngon như này, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành này, nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, cán màu trắng, cán đỏ cho em. Đấy, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. đây còn shop kho, còn shop kho, còn máy thùng ấy, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Đấy, hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa quý vị, nhìn thấy chưa? Đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nhá. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền tổ quốc nhá. Rồi quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay, Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm mà ron, đây là cái ron này là ron chiều nhiệt quý vị nhé, ron chiều nhiệt đấy và chiều áp lực cao cho em nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, ron cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp mà nó còn cái đầu bít để kín đấy, đấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy, thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này, và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi ngày hôm nay ấy, em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này
với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá. 80.000 đấy, nó gồm có một hộp đấy, 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết. Đấy quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tổng phúc lên cho toàn thể quý bà con của bác anh chị em mình ấy, một cái sản phẩm cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay đấy, trên kênh em sẽ thanh lý một cái lô sản phẩm nói chung là máy mài xài pin quý vị nhá. Và đặc biệt hàng này là hàng công ty, hàng công ty, hàng cao cấp luôn quý vị nhá. Pin với dòng xả lớn cho em này, pin với dòng xả lớn ấy, nhìn thấy quả pin là biết hàng này hàng công ty, hàng chất lượng cao rồi nhá. Rồi máy là gồm có hai pin này, hai pin một sạc nhá, hai pin 15 cell, một sạc nhanh ấy, phụ kiện ở tay, cầm khóa, mở hộp đựng theo kèm đầy đủ, cực kỳ là xịn sò như này quý vị nhìn thấy chưa. Rồi và đặc biệt ngày hôm nay chương trình em sẽ tặng kèm theo cho quý vị bà con của bác mình với một cái đặc với là một cái sản phẩm chất lượng như này nhá. Rồi tặng kèm quà này, một cái lưỡi cắt đa năng hàng của Thái Lan nhá, một lưỡi cắt đa năng này hàng cao cấp luôn cho em này, ok chưa. Rồi ba cái lưỡi cắt đá và một cái bút thử điện cho quý vị nhá, một cái bút thử điện nhưng với giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị nhá. Đấy, giá phải nói là siêu rẻ luôn, 1.250.000, 1.250.000 một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá, cực kỳ là ngon luôn. Quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn, phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn, hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Lên cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhé, pin tiểu hay pin rờ móc ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi cứ cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này nên thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cái một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhé, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tổng phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một con máy chấn viền này, máy tông đơ chấn viền nhé, cào râu chấn viền, cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhé. Cái mẫu pin này, mẫu máy này thì xài pin 18650 này, pin này là pin sạc cho em là cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhé. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhé, công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi máy thì bao khỏe rồi, tắc nó nhưng mà cào râu, em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình ấy anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. Đấy, cào trọc chấn viền, cắt tóc, cào râu đều ok nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá, 75.000 một cái thôi. Đây, phụ kiện thì theo kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá, và có tặng kèm theo dây sạc này, dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt đấy, hai cái cự để mình cắt tóc này, ok chưa. Rồi quý vị bà con bạc mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình ấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy cái mẫu sản phẩm bóng đèn led nhá. Đây là cái mẫu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá, nó chỉ có 1W thôi, cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá, 15.000 một cặp thôi, với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá. Đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. Phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây, đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là
chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhé. 10.000 một cái quý vị nhé, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài màu như màu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? À, rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này, một cái CB 30A. Rồi mua một cái CB, em tặng kèm theo một cái ốp luôn nhá, một ốp. Mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. Đấy, 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000. 75.000 quá rẻ, quá đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây, 6 ổ cắm cho em nhá, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhá. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em. Đấy, với giá 95.000 nhá. Rồi, đến lại một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. Bóng đèn 10W nhá. 10W thì bóng đèn LED 10W. Với giá chỉ có là 15.000 nhá. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhá. 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ có 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Em nên cho quý bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu massage quý vị nhé. Đây là một cái mẫu massage toàn thân. Đấy, mình có thể đấm lưng này, đấm đùi này, đấm nói chung là mình đau nhức mỏi ở đâu thì mình đấm ở đấy nha. Rồi, cái con này nó có 46 chế độ và 4 chức năng nhé. 4 chức năng đấm này, nó có 4 kiểu nhé. Đấy, đấm mua bấm chân này, bấm lưng này, nó đầu tùy theo nhá. Rồi, và cái cách sử dụng thì mình rất chi là dễ nhá. Đây là mình bấm cái nút nguồn cho em nhá. Rồi mình nhấn giữ. Rồi đây là nó là chạy nhá, hoạt động cho mình là mình đấm thôi. Thấy chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Và đây mình tăng chế độ mạnh lên thì mình tăng lên như này nhá. Rồi còn mình muốn mà tắt thì mình nhấn giữ. Lúc nào nó tắt là nó sẽ tắt nhá. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có là 200.000. Con này 200.000 em sẽ bao ship về từng nhà cho quý bà con luôn nhá. 200.000 bao ship luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Nhanh vì cái số lượng con này em ôm được lô nhưng nó có giá hời như này đấy. Tấn Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhá. Quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá. Những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây, tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa. Rồi, đây là màu ánh sáng vàng quý vị nhá. Và đó là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy, một cái giá quá hời luôn nhá. 110.000 một cái cho em. 110.000 nhá. Cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này. Đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thị ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho quý bà con của bác mình nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiện lợi luôn quý vị nhá. Nói chung là tiết kiệm điện cho gia đình mình. Chỉ đầu tư một lần thôi quý vị nhá. Rồi, đây là một cái mẫu bóng đèn 500W quý vị nhá, 500W bóng LED cực kỳ là siêu sáng luôn. Và nó có rờ móc theo kèm nhá, có rờ móc theo kèm để mình điều khiển của nó này, auto hay là tự động, hàng giờ tùy theo mình nhá. Rồi, và có một tấm đèn năng lượng mặt trời khi mình lắp vào là hướng vào ánh nắng mặt trời quý vị nhá, để nó nạp pin vào cái bộ phận này thì ban đêm nó sẽ tự sáng cho mình.
Đấy, tối là nó sẽ từ sáng cho mình chú quý vị nhé. Rồi nó cực kỳ là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đấy, nói chung là sân vườn này, nhà cửa nói chung là mình lắp đều ok hết nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell với cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 350.000 nhé, 350.000 một sản phẩm như này. Đấy, quý bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con cô bác mình nhé. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi, giá chiến cho cái mùa hè nóng được nha. Rồi và khi những cái thời tiết những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây với một cái sản dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhá, pin 10 cell cho em này, một quả pin này, một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhá, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này lồng bằng sắt em nhé, là lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhá, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này ấy, thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé, này xoay luôn cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhá. Rồi những cái đời trước nó chưa cải tiến nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000, máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em lên cho quý vị bà con bác mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 in, hay mẫu 10 in cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp CRV này, siêu xịn sò luôn nhá. Rồi quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRV Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai cái cáng của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con quạt mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhá. Đây là cái mẫu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. Nhá, đây là cái mẫu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhá. Một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhá. Đây, đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài vào chiên rồng nhá. Rồi, cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhá. Đó, cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy, nó hai chức năng như này là quá đạt luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi, và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà, bằng dây sạc này qua củ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình ấy với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá. 140.000, đấy 140.000. Anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Hôm nay tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái sản phẩm nhá. Mẫu T. T này là hàng bậc cao cấp quý vị ơi, hàng cực kỳ ngon nhá. Rồi T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhé, T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20 cái 20.000 nhá. 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy, T8, T10 nhá, T8 này, T10 hàng cao cấp luôn. Còn T13 và 14, 15 thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhá, mỗi cái là 25.000 này. Đấy, T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm về các cái mẫu T thì alo cho em nhá. Em về là cái mẫu kéo quý vị nhé, kéo XK5, hai hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái mẫu kéo XK5 này, hai hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Hai cáng này là cáng nhôm đúc nhé, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Thép thì thép siêu cứng cho em này, hai hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Nha, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000 mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Rồi,
Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhé, từ mình cưa bàng nhé. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàng cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cổ các đồ các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá, cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000 thôi. Hay một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá, nó là một cái hộp này như này nhá, nó chuyển đổi, nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, về lắp ghép vào nhá, về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này, cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhé, đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá, tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm cưa kiếm cầm tay quý vị nhá. Đây là cái mẫu cưa kiếm cầm tay này, dài cái chiều dài của nó là 30 nhá, chiều dài của nó là 30, cưa kiếm cầm tay. Mình có thể thay thế lưỡi, khi lưỡi xài lâu ngày nó cùng nó hết ấy, thì mình có thể thay nhá. Và hôm nay trên kênh em sẽ sell cho toàn thể quý bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có là 100.000, và nó tặng kèm theo một lưỡi nữa. Đấy, ok chưa, shop em tặng kèm theo một lưỡi cực kỳ là ngon nhá, cùng công ty cùng hãng luôn. Đấy, mua về xài nhá, mua một tặng một quý vị nhá, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình là một cái sản phẩm, đây là cái bộ chì màu, như hộp chì màu luôn, với 100 món chi tiết quý vị ơi, cực kỳ nhiều luôn, từ sáp nước này, sáp khô này, chì này, cực kỳ có đầy đủ nhá, màu này, cỏ vẽ đầy đủ cho quý vị mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Đấy, vẽ tranh vẽ này, làm hồi họa sĩ học bài này, cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 80.000. 80.000 một hộp như này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lên tiếp một cái màu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình nhá. Đây là một cái màu bàn chải đánh răng mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nhá. Rồi, từ Korea. Đấy, hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, cái màu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sell với một cái giá mà nó là hết bất kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi, một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá. Cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy, một nguyên một hộp như này là cũng có 30 cái nhá. Hộp 30 cái, đấy, bán buôn, bán lì, bán xì, bán lẻ gì. Một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy, 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ cứ 10.000 một cái nhá. Mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con qua cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái màu chào, hàng cực kỳ là VIP luôn quý vị nha. Đây, có cái vùng này luôn ha, bằng kính nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hàng là bao dài bao xịn sò luôn. Cái màu này thì nó dùng được đa bếp nhá, bếp từ bếp ga, bếp điện gì đều cũng xài cũng được hết nhá, cực kỳ là ngon. Một cái cán cong cong cực kỳ là vừa gọn gàng nhưng mà dễ cầm lắm quý vị nhá. Đây, có cái mỏ trẻ trẻ luôn này. Đây, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 280.000 nhá, 280.000 một cái sản phẩm này. Hàng này hàng của Nhật cực kỳ là VIP luôn nhá quý vị nhá, hàng này là bao ghê luôn, xài là ngon luôn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con mặc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái sản phẩm nhé. Đây là màu kìm bẩm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi là hàng loài một, hàng đại hàng chữ dập nổi Grossman trên thương mại USA nhé. Rồi, hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhé, thép sắt này, sám này, logo ok lắm, CRV nhé, cực kỳ là VIP luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi, thanh lý nhé, thanh lý với giá 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo nha. Đây là cái màu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhé, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhé, máy xay thịt nhé, máy xay 2 lít nhá. Đây là những cái máy như này đây quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhá, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ
hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhé. Rồi ngày hôm nay sale với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhé, 20.000 một bộ là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày, nó bị cùng ấy, thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ đấy, một gồm có cả máy xay thịt thay như này, cố in lúc này thì 160 nhá, 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy cắt trượt mini dài lưỡi 1 tấc 85 này, hàng cực kỳ là ngon quý vị đấy. Nó gồm nó như này đây, nó là gồm có một lưỡi theo kèm quý vị nhá, xài lưỡi 1 tấc 85 này, có thể trượt nhá. Đây là có thể trượt cho em này, đấy, mình cắt cái gỗ mình có thể trượt lên trượt xuống này nhá. Rồi công suất của em nó là gồm có là 1200W quý vị nhá, công suất của nó là 1200W này đấy, cực kỳ điện điện 220V nhá. Đấy, vòng tua thì khá lớn rồi, 5200 vòng trên một cục nhá, cực kỳ là xịn luôn. Rồi với một cái mẫu sản phẩm này, hàng cắt được như này nhá, có phụ kiện theo kèm này. Đấy, phụ kiện theo kèm một tặng kèm theo một cái lưỡi 1 tấc 85 cắt sắt nhá. Cái mẫu này là đa năng, cắt gỗ, cắt sắt và cắt gạch thoải mái cho em nhá, và có thể cắt góc 45 độ, của mình mở cái này ra này. Đấy, chỉnh góc cắt các 45 độ cho em nhá. Rồi hàng cực kỳ có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đào nhá. Đấy, có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đào như này, đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Rồi cắt trượt thoải mái nhá, đây mình có thể trượt như này, đấy, cắt trượt tới trượt lui, cái đường kính cắt có thể dài ra nhá. Rồi hôm nay sale với giá chỉ có là 1.300.000 nhá, 1.300.000, và em tặng kèm theo một cái cây COVID và một cây bút điện cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, khóa mở rồi trổi xăng theo kèm đầy đủ rồi. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật, bao ngon bao xịn trò cho quý bà con của bạn mình sử dụng nhá. Xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm, đấy là cái lưỡi nhá. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nhá. Rồi một cái lưỡi hàng Nhật xịn trò luôn nhá, Japan luôn. Lưỡi cưa kiếm này, cái này này là cái lưỡi không nhá. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy, đấy mà lâu ngày nó bị cười cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy, thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con quạt mình này nhá, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá, 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay thay vào bật cái này lên nhá, rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ ok, có cán sẵn nhá. Rồi quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con quạt mình một cái mẫu dao nhá. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. Tên gọi của nó là Hắc Long, như cơn đào Hắc Long, có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng em nhá, nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá, rồi cho đến tay cầm luôn, và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu, con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Đấy, một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá. Với chỉ có 65.000 một cây này. Đây giờ có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài, cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá. Có bảo vệ lưỡi luôn. Đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này. Mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá với mẫu dao Hắc Long này nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao. Thì đây là cái lưỡi này thì mình có thể đưa vào mình cắt nhá. Đây. Đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá. Lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn trò, có dây giờ sale kèm luôn. Đây một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhá. 150.000 một cái bộ sản phẩm. Cái bộ dao kéo cắt tỉa cành trên cao nhá, có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này. Khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm 1 phút là nó sẽ tự tắt nhá.
Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá. Đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn, và luôn luôn để ở chế độ chờ bật như vậy thì nó sẽ tự sáng đấy. Có gì cần gọi nhất nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này. Nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá. Về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá, các cổng luôn. Khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá. Cực kỳ hay đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi. Nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Rồi về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sell trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Đấy, Tân Phúc sẽ sell và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 là có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này. Hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao VIP, bao xịn sò. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây nhá. Số lượng thì bao la, anh nào xị lẻ hay có hết nhá. Đầy đủ bạc ngàn chứ xưa luôn. Rồi, tiếp đến là một cái sản phẩm nữa. Đấy là một cái bộ tô vít bộ lục giác nhá. Bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình này. Một cái bộ lục giác này là giác ca, giác sao, giác bông, giác bi. Đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này. Hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng, bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thép CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, thép CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây. Đấy, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thép CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá. Chống rỉ rách cực kỳ là VIP luôn. Siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa. Đây là một cái cây tô vít. Đây là cái mẫu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn. Đấy, có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nha. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút nó ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé. Nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy, em một tay nhá. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá. Đây, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sell nhá, sell giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi. Giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi, chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ VIP nhá. Rồi, bác nào cắt lông bụi cũng cắt được luôn, tỉa lông bụi cũng tỉa được luôn nhá.
Rồi, hàng là bao ngon rồi. Hàng là hàng nồi đĩa Taiwan. Nồi đĩa Taiwan nhé, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đây là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu. Thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá. Thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, chống vỡ này. Cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá. 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em xin cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau vùng, đau lưng này nhá. Cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn. 20 bi siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này. Có đèn luôn. Báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn. Nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhé. Đây mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái matcha mini cho quý vị bà con của bạc mình. Đấy, tặng kèm theo một cái matcha mini nhé. Rồi, matcha mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lấy tiếp cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto, auto có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình có thể nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhé. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây. Đây là tô vít đóng đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhé. Đây mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài 3 kiểu này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rùng và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra. Đấy, cho nó gì đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá, 10 máy mũi đây, 2, 4, 6, 8, 10 này. Đấy, nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Hello Tân Phúc, xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sell cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp dư gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hít mình cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì thì hàng nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn.
đấy mình về mình dùa, đặc biệt là dùa để dùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nha. Rồi đây, dùa lưỡi cưa xích này ấy là dùa cưa, dùa dừa các kiểu con là điệu mình muốn dùa gì dùa nha, những cái chi tiết nhỏ máy móc nhỏ nha. Đây gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá, cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ, gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi với giá chỉ có là 95.000, 95.000 gồm có một hộp như này nhá, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm, đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con quảng mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan. Bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhá. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này. Có điều chỉnh tốc cho quý vị này, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ngách đằng trong này, mài ấy này mình nối theo nhá, và các đầu nối theo kèm, các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 450.000 thôi, 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này, mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con và cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo Tân Phước sẽ lấy cái mẫu sản phẩm đầu bằng tôn cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình nhé. Đây là một màu bằng tôn hàng cao cấp xịn sò luôn. Đây, đầu bằng tôn là 500 này là hít cực kỳ là chắc chắn nhé, 500 này là 500 xịn nhá. Rồi mình bắn không bị rơi 500 này, và cái màu sản phẩm này ấy, thì nó thiết kế là cái khuôn của nó cực kỳ là vừa với là cái đầu mũ của cái đầu vít bằng tôn nhá, cho nên nó không bị tuông bị trầy gì đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi với giá chỉ có là 25.000 một vị nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 25.000 thôi. Anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lên cái màu sáp đánh bóng gỗ cho quý vị bà con của bác mình nhá. Đấy, nó là chủ yếu là nó là chuyên làm bóng các cái loại đồ mà bị cụ nhá. Đấy, gỗ nhựa các kiểu con là điều luôn. À, sắt đồ gì cũng được, ok hết nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái màu này này. Cực kỳ là đã luôn nhá, sáp ong làm bóng. Chỉ có 20.000 một củ nhé, 20.000 một củ cho em này. Đấy, quý vị nhà nào mà đồ gỗ mà bị cũ kỹ thì mua đồ này về quốc lên là như mới luôn quý vị nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác, cô chú anh gì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dàng luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này, và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tẩy nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này, quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao giãn vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về giãn nhá. Đây là cao giãn vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ giãn. Giãn ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này, và nó là độ bám rất chi là cao, và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sell cho tất cả quý bà con của bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhé, 20.000 đồng một hộp thôi. Hôm nay cái màu búa lùn cho quý vị nhé. Đấy, ngày về một cái màu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng 5 sao nhé, búa lùn của Nhật cực kỳ là đã luôn. Đấy, búa lùn của Nhật quý vị nhé. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, rồi thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này với giá chỉ có 38.000 nhá, 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá, cực là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá, nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá, tiền lời gòn nhè cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá.
Tiếp theo em lên cái mẫu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Rồi pin đây là pin 18650. Pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Đây về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này, đấy mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoan pin ấy là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình ấy lớn hơn nhá. Rồi pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Hay hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này và sạc này, sạc sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn. Phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đại luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Tiếp theo ngày hôm nay dọn khói, còn có một cái lô một thùng cái lưỡi cưa xích tròn nhé. Cái lưỡi cưa xích này là để lắp vào máy mài quý vị nhé, để lắp vào máy mài này nhé. Máy mài xài lưỡi một tấc ấy, một tấc mốt để mình cưa cây đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Rồi cưa xích tròn cho em này, ngày hôm nay còn thùng dòng kho thanh lý với giá này có 50.000 thôi nha. Thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi. Quý anh chị em bà con của bạc mình có quan tâm thì alo cho em nha. Em lên tiếp cái mẫu xăm thịt bằng tay cho quý vị mình nha. Đây là một cái cây xăm thịt bằng tay này. Hay nhà mình hay nấu ăn ấy, làm thịt nướng này, hay là chiên, là rang này, rám này đó, thì mình thịt sườn ấy thì mình xăm cho nó mềm, nó thấm gia vị, nó cho ăn cho nó ngon nhá. Thì mình nên mua một cái này về này nhá, mình xăm vào cho nó mềm, xăm vào thịt nhá. Đấy, khi mình xăm là nó như này, nó sẽ tự động như này nhá. Rồi, và đây là cái này là sắt chống là inox nhá, chống rỉ rẹt cho em này. Đấy, cực kỳ an toàn vệ sinh luôn ha, cái này bằng nhựa. Nó cực kỳ là về hợp về an toàn vệ sinh như này. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái. Đấy, quý anh chị bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nữa nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nha. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá. Mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiện lợi, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái mẫu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nhá. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái mẫu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái mẫu tỉa lông mũi bằng tay. Nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này nó tự ngắt, tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhá. Nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá 40.000 một cái này. 40.000 một cái quý vị nhá. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật có bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đây là bơm nước cho hoa, cho lan này,
cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là màu này mà hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái màu này là dung tích 2 lít nhá. Này hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nhá. Rồi, tiếp theo là em lên cái màu sản phẩm là một cái màu đế nhá. Đây là cái màu đế để mình khoan bàn. Đấy, từ cái khoan này là khoan cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoan đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy. Cực kỳ là hay nhá. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoan này, mình khoan thành một cái đế khoan bàn nhá. Cực kỳ là đẹp và xịn sò như này. Nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhá. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Với cái dung tích của nó là 2 lít rưỡi quý vị nhá. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đấy, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong là inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bác mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn, với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhá. Nay em về lại cái mẫu sản phẩm mà đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bác mình nhá. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này nó là xài pin 18650. Pin gồm những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái, đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này, quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái màu sản phẩm Zippo quý vị nhá. Hay một cái màu Zippo. Hay hàng bao đẹp luôn, hay bao nó như bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Nói về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhé. Đây là một cái rìu, đây là cái màu đa năng. Đây, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé. Như chặt xương, chặt đầu các kiểu, chặt cành cây. Đây, đi rừng, đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái màu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đây, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đây, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đây, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Hay quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhé. Hay một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhé. Xay những thiết bị khô. Hay gồm có bốn lưỡi con như này. Có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, cái cầm ngon. Rồi, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là nhấn ở đây này. Nhấn ở đây là công tắc nhá, là nó sẽ hoạt động cho mình. Nó xay
Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình về giống nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này. Đấy, bà con của bạn mình mua về xài cho nó sướng nha. Rồi, anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu thì alo cho em này. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bạn mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nha. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nha. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo quý vị nha. Hay chiều mình là nhớ chiều này. Hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này. Cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ hay nha. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nha. Điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn. Có đèn báo này. Có đèn nhé, kim điện 220 quý vị nhé, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằng hơn. Đấy, bằng, còn đây là cái lò xo để nướng nhé, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi, cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này, mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nhá. Tiếp theo lên cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhé, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Uetra cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Uetra này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi, cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý với giá chỉ có một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp, một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. Ở đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp này và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá, và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái mẫu sản phẩm này về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, nay em có về thêm cái bộ giác hơi này. Bác nào thường xuyên mà đau mỏi nhờ, thì lưng ấy, thì mình nên sử dụng một cái bộ này này, cực kỳ là ngon nha, bầu để nhức mỏi này. Đấy, giảm nhức mỏi cho mình nhá. Có bơm này, có đầy đủ các cái nhiều chi tiết như này. Đấy, cái đầu bơm này, đầu bầu như này nhá. Đấy, lo có nhỏ có bé có này. Thì thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Giá 70.000 quý vị nhá. Rồi, nay em về cái lô mũi khoang, hay mũi khoang cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoang tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoang tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Bóc ra luôn. Đấy. Đấy, nó là gồm có này. Yeah. Thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoang hợp kim, chuyên là khoang sắt để khoang sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoang sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Thế nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này một cái hộp mũi khoang xịn sò, khoang cáp xịn sò như này. Thì em thanh lý toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ xong này
đưa cái mũi khoang này nhá, đưa mũi khoang tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn, với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đây, vào hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ có là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá, có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi, siêu sáng. Phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa, cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Ôi, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. À, tiếp theo em có về một cái lô mỏ led 12 inch hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ led này là 300mm x 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hãy thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn, 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn, 2 ti này. 2 ti này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Đấy, một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Đây, thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nhá, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây, bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá. Và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn, khoang không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi, hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Gia đình công trình em bao tất nhá. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Đây, mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi. Thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì là cực kỳ cao rồi, 11 12.000 vòng đến 1 phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác cái hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý mình. Quý vị mình yên tâm mà xài nhá.
Rồi đầu tiên đây là một cái đầu cái đồ riêng cái nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nha, mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đây là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai đây là cái bộ rotor, đấy bộ rotor của nó này, đấy chú nhá, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo, keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá, bi bạc cổ gọp này siêu dài luôn nhá, cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này, đấy nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này, thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhé, không phải lo bàn nghỉ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi, đấy quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong rồi cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này đấy. Và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá, cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá, mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá, đấy ba cái lưỡi cắt đá này, ba cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này, bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok nhá, đấy mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon, đấy có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh, đấy và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này, đấy, và nó là tô vít hai đầu, đấy được tặng kèm theo ba chi tiết như vậy, ba sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000 và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới, cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá, đây là cái màu kéo, kéo này là kéo đa năng, đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này, đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con mua của bạc mình nhá, đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan đây, 80.000 một cái này, đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá, cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạt tàng thuốc quý vị nhá, đấy bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ sắc nét nhá. Rồi, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi đấy nhá. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc vào đây cho nó lịch sử nhá. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay về lại cái lô nhá, đấy, cái cỏ lân cực kỳ là đã luôn quý vị ơi, đấy, vừa bên này là bông lông tơ mềm nhá, đấy, để đánh lân này. Rồi có nào muốn kỳ muốn cỏ muốn nhất thì có bông nhá, hai mặt cho em, đấy, mình quay ở sau lưng đằng nào cũng tới hết nhá, đấy, có cái trợ tay cầm này, cong queo này, đấy, rất là đã luôn, đấy, dành cho các ông mà già già tắm thì cực kỳ là sướng nhá. Rồi ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái thôi. Đấy, cò lân. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nhá. Đây, đó là một cái mẫu đèn xoay sân khấu nhá, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nhá, một cái đuôi mình ghim như này. Rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nhá. Và đây là cái đèn, bóng đèn xoay cho em nhá. Đấy, cực kỳ hay. À, nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng nhảy múa thì đây móc về một cái nhá, rất chi là dễ sử dụng. Rồi bật công tắc thôi thì nó đã xoay như này, nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhá. Đây là cái đèn cầu vồng, không bị chóa lóa này, đẹp chiều vàng không chóa lóa quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay em để thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhá. 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này,
đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn đấy, thấy chưa? Mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi anh nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Lô sản phẩm đấy là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này, đây hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá, và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, băng tôn, băng vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng những con vít nhẹ nhá cho em này, bằng nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này, dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. Hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem luôn nhá. Vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, rất nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy, là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng, và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này 760.000 quý vị nhá. Đấy là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái, tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh cho em nhá, thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cuckoo, hàng Hàn Quốc cho em nhá, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nhá, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhá, có đèn sáng cho em này, đèn màu xanh nhá, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nhá. Với dung tích nó in trên bì 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi, để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình một cái một sản phẩm như này, chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hãy hàng bao ngon, bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nhá. Rồi, khóa hũ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hũ như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá, bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đấy, một cái lô khóa hũ em về, cái lô khóa hũ này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ, nếu bác nào mà không muốn hũ thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi, và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hũ, một bên không hũ nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy, mày quả pin nhá, pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hũ này, siêu ngon luôn quý vị nhá. Đấy, để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái màu sản phẩm này nhá. Ở tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và siêu rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài này, điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiện lợi nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi. Đấy, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình quấn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá. Dây để lòi ra cho mình đây, dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây, bên hông găm là bên hông này, này là mình găm như này rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá, pin thì mình bỏ pin đây, gồm có 4 quả pin nhá, mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi, cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn, hay không cần pin nhá, cực kỳ là hay.
Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay về một cái lô sản phẩm này. Đây là cái túi bọc thực phẩm quý vị nhá. Đây là gọi là cái trùm để bọc thực phẩm cho quý vị này. À, đây là cái một cái hộp của nó, một bịch như này là gồm có 100 cái quý vị nhá. Đấy, một bịch như này là 100 cái thôi. Mình mua về để bọc cho an toàn thực phẩm ấy, không bị ruồi bâu hay là các cái côn trùng nó xâm chiếm vào nhá. Đấy, mình làm mâm ra mình bọc lại nó rất chi là hợp vệ sinh nhá, rất chi là bắt mắt luôn. Đấy, với cái một cái túi như này gồm có 100 cái thì em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Với giá chỉ có 10.000 đồng. Đấy, với giá 10.000 đồng một bịch nhá. 10.000 đồng một bịch như này, đấy, gồm có 100 cái cho quý vị nhá. 10.000. Đấy, giá siêu rẻ, siêu yêu thương luôn. Số lượng thì bao la cho quý vị nhá, số lượng bao la. Đấy, em về máy tải luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh tí ấy quý vị ơi. Đấy, nhà nào anh tí nào anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì múc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nhá. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nhá. Đấy, ăn vào là ok con tê tê luôn. Đấy, cái bông nó từ chữ phần lên thôi, nó kiếm cái miếng nước nó uống là xong phim nhá quý vị nhá. Rồi, một hộp 25.000 thôi nhá. Đấy, thanh lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nhá, em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nhá, đâu nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy, rồi tiếp tục ngày hôm nay. Đấy, bên kênh của em về thêm một cái lô sản phẩm nhá, tiếp tục về nhá, vì những cái mẫu sản phẩm này khách sử dụng bảo cực kỳ là ok luôn. Đấy, đạt chất lượng tiêu chuẩn quý vị nhá. Nên này tiếp tục về hàng, số lượng nhiều cho quý vị bà con của bác mình nhá. À, với một cái sản phẩm tông đơ cắt tóc này là nó là hiệu Trang Ly nhá, Di Trang nhá. Rồi, và nó là được tặng thêm theo lưỡi này và mấy cái cử nhá, dây sạc đầy đủ luôn. Đấy, hàng cực kỳ, sạc này sạc trong máy luôn nhá, bao mạnh bao khỏe luôn, bao bén luôn nhá. Thì hôm nay em thanh lý với giá sản phẩm là chỉ có giá là 150.000 thôi. 150.000 cho một sản phẩm máy cắt tóc tông đơ. Đấy, xài bằng pin nhá. 150.000. Ấm trà đàm đào đấy quý vị ơi, đấy ấm trà đàm đào nhá. Đấy, một cái bình trà đào Nhật xịn sò luôn. Đấy, siêu đẹp, siêu chất lượng cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, nó thì gồm có 6 cái ly nhá, gồm có 6 ly và một cái bình. Bình này bằng sứ nhá, sứ này sứ nông cực kỳ là gốm, cực kỳ là ok luôn. Hãy pha trà uống cực không bị chát nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây là cái lò này để mình để đựng trà và một cái kẹp nhá, một cái kẹp để gấp trà cho em nhá. Rồi, thì ngày hôm nay em thanh lý cái bộ này với giá siêu rẻ luôn nhá, với giá thì quá ưu đãi, 140.000 một hộp này, 140.000 nhá một bộ như này, và nó được nằm trong một cái túi cực kỳ là xinh xắn như này cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, nằm trong một cái túi trà đào như này. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn, cực kỳ thích nó nhá. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này, ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ một loại lớn nhá, một cái kính nhỏ một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ngắn đèn sáng thì có công tắc ở đây, khi ban đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này quý vị nhìn thấy. Đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, nó cực kỳ là ok. Đấy, 3D nhá. Đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá, nó cực kỳ là sướng.
đọc chữ nho này, hay là xem những cái rá này, xem kim cương này, thì chơi cái này cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay, phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây, em nói đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là cái cầm một kim loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá, hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái đồ sáng của nó thì phải nói không phải bàn nghỉ nữa, đấy, đồ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá, với một cái bóng đèn led siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhé, liên tục nhé. Rồi với cái mẫu sản phẩm này ấy, đây là bằng kim loại nhé, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn, đây, hàng cao cấp đúc nhé. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Và nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Hôm nay em có về tiếp theo cái lô khè ga nhé, cái khò ga này. Và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nhá, thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga tự động nhá, đây là nó từ đánh lửa ra lấy tô. Khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi, từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nhá. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều, nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bạc ngạc mênh mông luôn, về số lượng thoải mái cho quý vị mình xài nhá. Đấy, đây là một cái cây chổi lau trần nhà, thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nhá, mình quẹt ở trên cao. Và đây là cái này là cái cần này, nó bằng inox quý vị nhá, và nó có thể tăng giảm. Đấy, đây, nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này, nó có thể tăng giảm cho em nhá. Và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, bốn khớp như này, thì với là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhá. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. Cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắc inox dài dằng luôn quý vị nhá, cực ngon lành cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline của em nhá. Rồi, nên em có về thêm cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái lô lưỡi cắt gỗ, xài máy một tấc mốt mà một tấc nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái đồ cái tôi thép của nó cực kỳ là xịn sò nhá. Lưỡi cắt gỗ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình lắp vào máy cầm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Thanh lý với giá cực kỳ rẻ, với giá chỉ có là 35.000 một lưỡi nhá. 35.000 quý vị nhá, xịn sò luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để móc về xài sử dụng nhá. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái dòng sản phẩm nha. Đây là một con máy thổi hút bụi mini. Thực sự luôn, cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn, cực kỳ là ngon nha. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp của em này. Bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nha. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây, để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nhá. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn. Cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá, cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ ok. Đây, để em rạp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thổi cho toàn thể quý vị mà con mặt thấy chưa, thổi nhá, thổi ok chưa. Đấy, bay gà bay rồi thế này. Đấy, thấy chưa, bay gà này nó bay hết luôn.
Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái em không phải lo nhé, hút thì bao la rồi nhé. Với một cái viên gạo như này nó nặng nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhé. Đấy, một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên cân đang có giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nhá, 180.000. đấy, quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Đây, về ngày hôm nay em có về một cái lô này, em về là cái dòng sản phẩm mà mấy ngày hôm nay là cháy hàng nhá, quý vị hỏi rất là nhiều. Đây là cái đầu chuyển cơ lòng cho toàn thể quý vị nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay nó về nó có nâng cấp thêm là cái khuy này, cái khuy này là khuy đây, khuy này là khuy để lắp lưỡi nhá. Đây, khuy nhanh cho em này, và nó nâng cấp, nó làm nhanh gọn hơn này, nó sàng xịn sò hơn nhá. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, với một cái đầu chuyển cơ lòng để mình cưa các loại đường cong, đường thẳng, nói chung là cực kỳ ok nhá. Đây, và nó được tặng kèm theo là ba lưỡi, là gồm có hai lưỡi cắt cổ và một lưỡi cắt sắt nhá. Thì em vẫn để giá cũ cho toàn thể quý vị bà con cô bác mình với giá 110.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em. Tiếp đến là cái dòng sản phẩm một cái bộ khóa cờ lê nhá, bộ khóa là cờ lê từ 8 đến 24. Đấy, nó là đến từ 8 đến 24 quý vị nhá. Đấy, khóa đầu một đầu vòng một đầu mở này, nó rất chi là xịn sò, với một cái chất lượng thép này. Đây là hàng Yeti, hàng của USA cho em nhá, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò, với một cái chất thép là thép của nó là thép không di nhá. Đấy, hàng cực kỳ là cao này, nó từ 8 9 10 11 12 13 14 10, nói chung là nó đến 24 này. Đây là đầy đủ như này đây nhá, 17 18 19 20 22 24, gồm 14 cây như này, với một cái dòng chất lượng cao. Em bao cho tất cả quý vị mua một bộ xài cả đời nhá. Ai bác nào mà cẩn thận hơn nữa thì truyền tầng 2 đời 3 đời luôn, với một cái bờ clay Zeti. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi nhá, 230.000, hàng cao cấp, hàng xịn sò cho em, đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Đây là hàng chất lượng thép, chất lượng vàng cho quý vị luôn này nhá. Và tiếp đến là cái dòng sản phẩm bóp cơ tay nhá. Cái mẫu bóp cơ tay này ấy, là mình để tập thể dục, mình để nói chung là dành cho những cái bác nào mà hay thường xuyên tê tay tê chân này, hoặc là tập cơ tay cơ chân ấy, thì mình sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hay nhá. Đặc biệt là các cái cụ già đây vào tầm 60 tuổi đổ lên ấy, ấy thì nó mình thường xuyên ấy, mình ngồi cũng có việc gì, mình vừa uống trà, mình đánh cờ, mình ngồi mình bóp cho cái cơ tay của mình nó hoạt động. Đấy, là luôn luôn tốt nhá. Và cái này mình có thể điều chỉnh luôn, điều chỉnh được nhá, từ cái mức là từ 5 kg cho đến là 60 kg này. Đấy, mình xoay ở đây nhá, cực kỳ là hay luôn. Và nó có đếm luôn này, có đếm cái số lần mình bóp, giống như ngày này mình có thể là bóp 30, và lần sau mình có thể bóp lên 35 40, tăng dần và có số đếm cho mình luôn nhá. Với giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, đợt này em về em xả rẻ nhá, 35.000 một cái này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi, tiếp theo cho ngày hôm nay lên cái mẫu sản phẩm cái mài dao ba khe cho quý vị và con của bạc mình nhé. Đấy, muốn dao bén, dao sắc này, hay sắc rau, sắc thịt này, các thứ, thì đây, mua cái này về. Cái cần con dao mình cắt không đi thì mình đưa vào các cái khe này nhá. Nghe cái này là có là ba cái khe này. Một cái khe ngoài cùng đấy, khe số 1 là khe mài dao, mài kéo nhá. Khe số 1 là khe mài kéo, và hai cái khe còn lại là khe mài dao cho em nhé. Đấy, mài dao ba khe cực kỳ là ngon luôn nhé. Đấy, hôm nay em thanh lý cho quý vị bà con của bạc mình với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. Đấy, mài dao này chỉ có 25.000 một cái thôi, cầm như này và đưa vào đây rẹt phát là xong phim thôi. Đấy, cực kỳ là ok nhá. Đấy, nhanh gọn lẹ. Đấy, mài dao mình muốn mài kiểu gì cũng được nhá, mình muốn mài kiểu gì cũng được. Đấy, dao nào cũng được, dao to, dao nhỏ, dao bé thì tùy theo mình nhá. Rồi, cứ rẹt là ok thôi. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về cái lô súng nến nhá. Đấy, súng nến dành cho các quý nào mà hay thường xuyên hay làm đồ chơi ấy. Đây, đây là khẩu súng nến xài điện 50-220 thoải mái nhá. Đấy, và mỗi đơn hàng là mình tặng kèm theo 5 cái nến dài này. Đấy, 5 cái nến dài như này nhá, tặng kèm theo này. Đấy, với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, thân hôm nay sale giá rẻ sập sàng nhá, 40.000 cho toàn thì
quý vị bà con bác mình nha. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Còn anh nào có nhu cầu mua thêm nến thì đây nhá. Đấy, 10 cây của nó là nhiêu tiền đây? Hả? 5 cây 10.000 nhá. Đấy, 5 cây 10.000. Đó, múc thêm thì lấy luôn nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em về một cái mẫu sản phẩm, đây là một cái bộ ấm trà, ấm chén trà nhá. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mày này. Đấy, những ai nào mà thích yêu uống trà đàm đạo thì đây, nhất ngay một bộ này về nhá. Đấy, rất kỳ là đẹp luôn. Đấy, hàng này là hàng xịn sò bao chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mày này nhá. Với một cái chất liệu gốm sứ cao cấp này, màu xanh ngọc cho em này. Đấy, gồm có 8 cái ly này và một cái khay, một cái bình này nhá. Một cái bình có một cái tay cầm cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy. Đây là cái này để đừng tùy theo mình nhé, mình thích cái gì cũng được. Còn cái này để lọc trà cho em nhé, để lọc trà cho em này. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Thì nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, với một cái giá chỉ có là 470.000 thôi. Em được nằm trong một cái bộ com lê ha. Com lê nằm trong một cái hộp như này nhá. Siêu đẹp luôn. Đấy. Làm quà hay là mình để dùng sử dụng gì cực kỳ đẹp. Đấy, không sử dụng là thì cho vào đây nhá, cực kỳ là ok. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô máy cắt cỏ xài bằng pin nhá. À, và đặc biệt đây là cái mẫu xài bằng chân pin phổ thông quý vị nhá. Đấy, chân pin này thì rất là thông dụng luôn. À, quý vị nhà có máy khoan pin này như nào đấy là đây gọi là chân pin phổ thông nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đấy, mình có thể mua thêm pin thay thế sử dụng pin rất là dễ nhá. Rồi, với một cái bộ com lê đầy đủ như này, máy gồm có hai pin, một sạc nhá, sạc là sạc lớn này, hai pin một sạc nhá. Và được tặng kèm theo là 5 cái lưỡi cắt cỏ này, 5 cái lưỡi cắt cỏ mềm nhá, bằng nhựa, và một cái lưỡi cưa và hai cái lưỡi dao. Rồi, phụ kiện theo kèm là đầy đủ như này. Đấy, lá chắn đầy đủ, cầm tay cầm đầy đủ nhá. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con và mình với cái giá là siêu rẻ luôn nhá. 580.000 thôi, 580.000 một cái bộ. Máy gồm có hai pin, hai các cỏ xài pin cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi, anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít, 2 lít rưỡi gì đấy. Đấy, thì cái sản phẩm này là inox nhá, ấm inox cho em này. Và có vòi báo hú này, lúc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đó, có nắp đậy khi mình mở ra mình tẩy nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây. Đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá. Thoải mái cho em. À, cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nha. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhờ đứt tay như nào đấy quý vị nha. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nha. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này. Một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này. Với giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Tiếp tục ngày hôm nay mà về lại một cái lô sản phẩm bơm hai ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Hay em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Hay 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé. Hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150 ml nhá. Rồi, này, hàng này là bao chuẩn bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ.
Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhé quý vị nhé. Thế đó, ngức khẳng trên này rồi và nó được cất âm nhá. Đấy, được cất âm nhá, không phải sơn đâu, này cất âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhé. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này, hay em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Hay 120.000 quý vị nhé. Hay anh chị em bà con của bạc mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tuấn Phúc liên tiếp cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nhá. Rồi, đây là cái mẫu mình có thể lắp những cái này vào những cái khu vực nào xa nguồn điện này, đấy, và có ánh nắng mặt trời nhá, thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Đây là cái pin đèn năng lượng mặt trời của nó này, nó ban ngày nó từ thấp khu điện nhá, thấp thu pin nha, và ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Hoặc mình cài chế độ khi có người đi qua thì nó sẽ từ sáng. Nó có nhiều chế độ cực kỳ là hay quý vị nhá. Đây, em có remote theo kèm luôn này, mình có thể điều khiển qua remote nha. Mình có thể điều khiển qua remote cho em này, cực kỳ là hay luôn. Đó, ngay như vậy là mình có thể tắt này, mở nha. Đấy, và nó có nhiều chế độ như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Nó có nhiều chế độ như này, mình có thể chọn theo tùy ý của mình nha. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái lô sản phẩm đèn năng lượng mặt trời giả cam này với một cái giá cực kỳ đẹp luôn, và chỉ có 95.000 nha. 95.000, đấy, hàng số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nha. Anh em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Hàng về bát ngát luôn. Em lên theo cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con của bạc mình này. Đấy, với đây cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sale cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000. Giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Em đi tiếp cho bà con mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái ngâm chân nhá. Đấy, ngâm chân bằng đây là vật liệu gừng già nhá, gừng này và nói chung là xạ này, các loại thảo dược nhá, thảo mộc cho em. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Bác nào hay tê bì chân tay á, nhức mỏi tay chân thì mua về ngâm. Trong này nó đã phân từng gói rồi, mình có liều lượng trong rồi, mình mua về chỉ có việc ngâm nhá. Hoặc là hôi chân, hôi các kiểu, đi dở đi dày mà bị hôi á, thì về ngâm cái loại này cực kỳ là hay luôn, vừa không bị đau mỏi nhưng và không bị hôi chân luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo này, với giá chỉ có là 50.000 một túi nhá. 50.000 một túi, đây là thảo mộc ngâm chân nhá. Đấy, cực kỳ là hay, quý bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu máy khoan, em mẫu máy khoan điện quý vị nhá, được khoan bắt đầu 10 ly này, cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Cái lô này về ấy là do em không có hộp nhá, không có hộp nên thanh lý rẻ cho toàn thể quý bà con của bạc mình nhá. Đây cái mẫu khoan đầu 10 này, đầu kẹp măng răng nhá, đầu sắt chống rỉ rác này, cực kỳ ngon luôn nhá. Rồi, có máy thì có điều chỉnh tốc này, có đảo chiều đầy đủ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, thì hiện tại cái mẫu bên này ấy, nó về và cái số lượng nó khá khá thôi nhá. Anh chị em mình nhanh tay nhanh chân thì có hàng quý vị nhá. Rồi, một con máy khoan quý vị nhá. Đấy, thấy chưa? Đây là em đang chỉnh với chế độ nhẹ này. Còn quý vị nào mà muốn chạy cho nó nhanh thì máy chạy cực kỳ là khỏe và sướng luôn ấy, cực kỳ là ngon luôn. Hãy bao chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình đi bằng tôn, bằng vít, khoan sắt, khoan gỗ quý vị nhé. Rồi, cái mẫu này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 240 thôi, 240 nhá, 240. Máy chỉ có theo máy và một cái khóa mở theo kèm thôi, không có hộp quý vị nhé. 240, anh nào có nhu cầu múc nhanh thì alo cho em nhé.